tôi là Trương Thanh Trúc. Mọi người biết đến tôi là một người mẫu, nhưng công việc chính hiện nay của tôi là một stylist và biên tập viên thời trang. Biến hóa với thời trang đã là một niềm đam mê từ bé. Nguồn cảm hứng được truyền từ mẹ tôi và một người bạn đặc biệt. Con đang làm gì vậy? Con đang chơi với Papi. Mẹ ơi, sau này con sẽ làm một biểu tượng thời trang. Vậy thì quá tuyệt. Phong cách của con là gì? Không chỉ có kiểu này mà con còn có nhiều kiểu khác nữa. Đẹp quá. Con phải thường xuyên bắt kịp xu hướng đó. Không đâu mẹ, con sẽ tạo ra xu hướng. Tôi muốn tạo ra xu hướng và truyền cảm hứng đến mọi người. Cảm ơn mẹ đã cho tôi một sự khởi đầu tuyệt vời. Với sự đồng hành của mọi bà mẹ, mọi bé gái có thể thỏa sức ước mơ. Thỏa sức phong cách với Barbie. Barbie, dám ước mơ, dám chinh phục.